vợ chồng Tuấn Hưng Thu Hương Hương Barbie kết duyên vào tháng 4 năm 2014 và hiện tại, cặp đôi đã có với nhau các thiên thần xinh tươi là bé xíu Su Hào, bé xíu Song và thành viên mới tròn một tháng có nick name bé xíu Sâm. Tuấn Hưng còn được tập thể mạng hết lời khen ngợi, dành tặng danh hiệu ông bố của năm, người chồng của năm vì tóm nguồn từ Việt Nam ca sĩ đã liên tiếp túc trực bên hoàng hậu, gác lại mọi công việc để ở bên chăm nom bà thôn lúc mới sinh năm nhi thứ ba. Từ khi hoàng hậu đang mang bầu em bé xíu thứ ba và gần đến ngày sinh, Tuấn Hưng càng trở nên là người năm nhi có nghĩa vụ khi không kinh hồn đỡ dở hơi hoàng hậu yêu những công việc trong nhà như lau nhà, rửa bát, giặt quần áo. Gia đình Tuấn Hương ngày càng trở nên hạnh phúc và khăng khít một phần là bởi Thu Hương bà thôn của nam ca sĩ luôn là hậu phương vững bền không chỉ chăm nom gia đình cô còn giỏi giang trong việc kinh hồn doanh làm đẹp và hết lòng hỗ trợ chồng trong công việc và những chuyến lưu diễn xa. Ngày 5 tháng 9, hoàng hậu chồng Tuấn Hương Thu Hương có làm tiệc đầy thắng cho năm nhi thứ ba Nguyễn Trần Nam Anh hay còn gọi bằng đích name bé xíu Sâm. Trước quan khách, Tuấn Hương đã dành những lời yêu thương trân trọng dành cho người gamer thủ đời Thu Hương người đã dành nhiều sự hy sinh cho tổ ấm của gia đình anh. Tuấn Hưng thú nhận ở tuổi 41, anh mong muốn sẽ dành thời gian cho các con, đó mới là điều cần thiết nhất trong một chi ba quãng đường còn lại của người năm nhi. Tôi đã mất một chi ba thời gian để lớn và trưởng thành, một chi ba để xây dựng và rong chơi với sự nghiệp, hiện giờ còn một chi ba để lo cho gia đình Tuấn Hưng nói. Khoảnh khắc ngọt ngào của Thu Hương bên năm nhi thứ ba bé xíu Sâm. Mặc dù mới sinh lần ba nhưng Thu Hương đã dần lấy lại dốc dáng, khuôn mặt tươi tắn xinh tươi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hạnh Si Nâu người gamer thủ thân thương cùng các bằng hữu thân của hoàng hậu chồng Tuấn Hưng Thu Hương cũng đã có mặt trong tiệc đầy thắng bé xíu Sâm.